Hello anh em, lại là mình đây, Tuấn của Auto 89. Và hôm nay thì mình lại lên cho anh em một cái list hàng rất là nhỏ gọn thôi. Thì mình sẽ không để anh em đợi lâu nữa và mình sẽ bắt đầu vào sản phẩm hôm nay luôn này. Anh em thời tiết nóng luôn, nó làm phơi rái luôn. Rồi, sẽ đi vào sản phẩm luôn bây giờ, không để anh em đợi lâu. Và anh em lưu ý một chút là số điện thoại của mình ngay trên video anh em nhé, 0976663776. Và số điện thoại bạn Luân là 0965673502. Anh em lưu ý giúp mình, không gọi được cho mình thì có thể gọi cho bạn Luân anh em nhé. Tại vì nhiều lúc mình ở cơ quan mình sẽ bận, mình sẽ không nghe điện thoại thì bạn Luân bạn ấy sẽ hỗ trợ anh em trong vấn đề mua bán hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật. Đây là bạn Luân bạn ấy sẽ hỗ trợ cực kỳ tốt ở những cái vấn đề đấy. Thì bắt đầu vào cái sản phẩm đầu tiên thì anh em nhìn lại, mình lại về tiếp hai cặp loa Lenovo anh em nhé, mới 96,69%, rất là mới anh em nhé. Con này thì chức năng ở những video trước mình đã nói rồi, chơi cực kỳ ngon. Đây, nút nguồn này, play này, nick bài các kiểu này, có nghe của gọi luôn anh em nhé, có nghe thoại luôn. Và chất lượng con này thì chất âm cực kỳ ấm, và mình đánh giá nó là một trong số những con loa nhỏ cực kỳ đáng chơi. Và trong số những con loa tàu mà nó giá trị thì mình nghĩ là con này nó ghè phát chết luôn anh em nhé. Và hiện tại thì là vẫn là 280 một con anh em nhé, 280.000 một con này, vẫn giữ ổn định giá cho anh em. Và mình đợt này về đúng chỉ có hai con thôi, anh em nào lấy cả một cặp hay lấy một chiếc giá đều như vậy. Và cặp này có thể ghép đôi để thành loa sitter được anh em nhé, ghép đôi để thành loa sitter được, Lenovo chính hãng. Anh em đã nghe quá nhiều về thương hiệu máy tính của Lenovo rồi thì đây là một con loa Bluetooth của thằng Lenovo, hỗ trợ anh em kết nối ngắn gọn ở trong nhà cực kỳ tiện lợi. Rồi tiếp đến ở đây là một cái đống loa Bluetooth anh em nhé. Bluetooth ở đây thì mình còn vài chiếc cực kỳ ngon. Thì đầu tiên là con VIP nhất ở trong cái lô này thì anh em thể nhìn thấy là con Sony anh em nhé. Đây là con Sony. Rồi, anh em nhìn thấy Sony. Sony dòng Sport. Sony dòng Sport, và con này mic đàm thoại nghe cực kỳ rõ của Hausen ở đây anh em nhé. Có 500 hit và củ này rất là ngon. Mình đánh giá chất âm con này thì vào dạng đẳng cấp luôn. Và giá con năm mới con này thì hiện tại bây giờ vẫn đang là sấp xỉ khoảng tầm hơn 3 củ anh em nhé. Gần 3 triệu rưỡi. Và hiện tại giá con này mới 99%, thì mình để cho anh em giá là 1 triệu tròn thôi anh em nhé. Pin của nó được khoảng tầm 12 tiếng anh em nhé. Mình lấy giá là một trong số những con Bluetooth pin cực kỳ bền, tính đến thời điểm hiện tại bây giờ pin được gần 12 tiếng, từ 10 đến 12 tiếng. Nếu mà mình nói 12 tiếng thì nó hơi quá, nhưng mà từ 10 đến 12 tiếng chơi thoải mái anh em nhé, cực kỳ ngon. Giá chỉ có một củ thôi anh em ạ, là một con tai nghe cực kỳ hiếm và đáng chơi anh em nhé, của Hausen nó đây, gần như mới luôn, mới 99% luôn anh em nhé. Hàng này là hàng thử đấy anh em ạ. Bên kia hàng này hàng đấu giá anh em nhé, đấu giá bên kia về 99%. Đấy, thì đấy là cái con tai nghe màu đen dòng Sport, và đây là con tai trắng của thằng Sony này. Tai trắng của thằng Sony này thì nó là không phải cái mã Sport, nhưng mà nó là một trong số những mã chơi rất hay, và pin của nó cũng được 10 đến 12 tiếng. Sạc thì sạc chân cổng Type C anh em nhé. Có nút nick bài các kiểu này, đây. Anh em có thể search mã con này ở phía sau. Đấy, mã đấy. Anh em nhìn. Đấy, con này màu trắng anh em nhé, màu trắng tinh. Củ Hausen thì củ Hausen kim loại này, bọc kim loại, mút trắng luôn. Và con này anh em nào mà mua cho bồ hoặc mua cho vợ người dùng thì quá là mỹ mãn luôn. Đi chạy thể dục hoặc đạp xe nó là đẳng cấp luôn. Và con này là 850.000 anh em nhé. 850.000. Có hai màu. Con này màu trắng và một con màu xám anh em nhé. Đây là con màu xám giống như hệt nhau. Con màu xám này thì anh em dùng thì cảm giác nếu mà con trai dùng cũng ok, tại vì nó sạch sẽ hơn anh em nhé. Nó cứ vĩnh viễn màu như này thôi, bẩn biết không ảnh hưởng gì hết. Đấy, thì hiện tại con này cũng là 850 anh em nhé, 850. Đấy, tất cả các con hàng mình đã dán giá rồi, thì anh em qua cửa hàng hay là mua trên mạng anh em đều yên tâm về cái giá cả của mình đưa ra, hoàn toàn hợp lý anh em nhé. Tiếp đến là con JBL. Con JBL này, con JBL màu đen anh em nhé, JBL màu đen khá là VIP. Đây, JBL thì là một trong số những dòng kinh điển rồi, mình không bàn nhiều về JBL nữa. JBL thì pin nó chỉ được khoảng tầm 6 tiếng trở lại thôi, nhưng mà chất âm của nó nghe thì phù hợp với cả tất cả mọi dòng nhạc. Đây, JBL của Hausen nó đây anh em nhé, của Hausen. Đấy, anh em nhìn nó hơi phát phát chéo chéo đấy, rất là sport, nhìn trông rất trẻ trung. Đây, mút của nó đẹp, một cái lớp màu vàng ở bên trong, à màu cam ở bên trong anh em nhé, xin lỗi, nhiều lúc mình hơi mù màu anh em nhé. Đấy, quàng cổ đeo thể thao, thể dục thể thao, cực kỳ vô tư. Và những con này thì hiện tại con này thì mình đang để cho anh em giá là 600.000, như anh em thấy video ở đây, 600.000, rất là ok.
Và tất cả con này đàm thoại mic nghe rất sướng anh em nhé. Đi đàm thoại mic nghe rất là sướng luôn. Và con cuối cùng là con Skull Kanji anh em nhé, Skull Kanji. Con này củ Hausen của nó khá là to, anh em nhìn đấy. Tại vì con này nó tích hợp pin trực tiếp ở trên cái củ Hausen này nên củ nó rất là to. Và cái nẹt tai này để giữ cho anh em chạy, khi anh em mà đi chạy đi trước nó không bị rơi cái tai nghe ra anh em nhé. Đây là cái nút điều hướng này, anh em nhìn cái mã đấy, hình đầu lâu này, Skull Kanji. Con này chất bass rất là căng, rất là phù hợp với những anh em thanh niên chơi con này rất là sướng. Thì hiện tại con này thì mình đang để cho anh em giá là 500 ngàn anh em nhé. Skull Kanji, một thương hiệu rất là nổi tiếng ở Nhật rồi. Đấy. Rồi, ok. Đấy là những cái món đồ nhỏ mình gửi đến anh em. Thì tiếp đến bây giờ là một cái con dàn mini anh em nhé. Dàn mini ở đây thì mình có con gì đây? Đây là cái con Pana. Pana, mã con này là Pana. Lâu không bán dàn mini, quên mất mã. Anh em thông cảm nhá. Mình sẽ đọc lại mã ngay sau cho anh em đây. Đây là con Pana PM710 anh em nhá. PM710 SD này. Nó chưa thể SD, nó có đệm SD đằng sau. Nguyên bản 100V này. Công suất là 57W anh em nhá. Nó đánh loa hai cầu anh em thể nhìn thấy. Mỗi loa là 4 dây anh em nhá. Đánh loa hai cầu bát chét riêng biệt cho âm bát và chét khá là tách bạch. Đây có cổng AUX phía sau, kẹp antenna MFM. Đấy, hình thức loa thì khá đẹp anh em nhé. Cả bộ thì tổng thể của nó là mình đánh giá là một trong số những con rất là đẹp. Đây, phía sau này công suất là 40W cho giải thấp và 40W cho giải cao. Đây, xin lỗi anh em nhé, camera nó hơi mờ. 40W cho giải thấp và 40W cho giải cao. Vậy tổng một con loa của nó sẽ là 80W anh em nhé. Một bên loa 80W và cái bộ này nó là 160W. Đây, phía đằng trước bát nó là bát 10cm anh em nhé. Màng carbon này, gân cao su zin cực kỳ mềm. Bên trên là con chép cao cấp của thằng Pana, tất cả của nó là từ kép hết anh em nhé. Bát từ kép mà chép từ kép. Mặt của nó, mũi con này thì anh em thấy nhìn thấy mặt gương này, của nó mặt gương toàn bộ luôn. Đây. CD thì hệ cơ 5 đĩa, anh em thấy nhìn thấy 5 khay đĩa anh em nhé. Anh em thì cho liền lúc 5 con đĩa vào để chơi và play con đĩa nào thì anh em play ở trên này. Đấy. Và nó có cái chế độ sắp đĩa rất là hay anh em nhé, anh em nhìn này. Đấy, CD check này. Và chơi những con nhiều đĩa này anh em phải chờ tiến trình nó chạy hết anh em nhé. Thì anh em mình mới được đấy, anh em thấy không? Hiện tại bây giờ mình đang cho đĩa khay số 1. Nó chìa đĩa ra này. Khi mà anh em ra một cửa đĩa thì là nó sẽ ra một cửa thôi, nhưng mình ấn check đĩa thì nó sẽ thò cửa đĩa ra. Trông như cái dạng bậc thang nhìn rất là hay anh em nhé. Thì con này chơi MD này, chơi CD này, chơi thẻ nhớ SD, anh em nhìn thẻ nhớ SD đây. Đấy. Anh em nhìn FM AM AUX nha. Rất là ok. Đấy. Mình sẽ play thử nhạc con này để cho anh em nghe nhé. Đấy. Play. Đáng chơi. Hiện tại con này thì mình xin báo giá anh em là con này mình đang để giá anh em 1.600.000 anh em nhé. 1.600.000 cho con dàn mini này. Trước mình có hai con cơ, bây giờ thì còn một thôi. Và con màu trắng phù hợp rất trẻ trung. Anh em mua cho các con về học tiếng Anh cũng cực kỳ tiện. Thế thôi anh em nhé. Còn anh em nào mà muốn nó thành một con dàn Bluetooth thì anh em có thể lấy thêm một cục Bluetooth ở cái video trước mình đã giới thiệu rồi, là chỉ có 200.000 thôi anh em nhé. 200.000 cục Bluetooth 5.0 đấy, cục cực kỳ VIP đấy. Thì đấy, nó sẽ thành con loa Bluetooth rất là VIP cho anh em. Thì tổng thiệt hại nó sẽ rơi vào 1.800.000 cả cục Bluetooth anh em nhé. Tiếp đến con bên này, con bên này thì anh em nhìn thấy là con Aiwa FD5 anh em nhé. FD5 mặt của nó là mặt gương này. Ui, các phím chức năng thì cực kỳ ok rồi. Đây, CD, tuner, AUX, MD, các kiểu các chức năng thì con này hoạt động hoàn hảo luôn. Và con này có chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt anh em nhé. Bát chép trực tiếp trên mặt như anh em thấy ở đây. Rock mode này, bát này, mid này, ui, ba giải luôn. Đói. Và con loa của nó bát 12cm này. Màng giấy, gân thì cực kỳ ngon. Bên trên là con chép đo anh em nhé. Con này là một trong số những con VIP của thằng Aiwa đấy anh em nhé. Aiwa với cả Sony nó cùng một mẹ anh em nhé. Phía sau công suất là 60W và điện nguyên bản 100V anh em nhé. Các cái cổng vào ra này anh em nhìn. AUX này, sub điện out này, kẹp loa này. Đây là kẹp anten MFM này. Công suất Tokyo Japan này. Trở kháng là 6 ohm, không bi công suất thì thường sẽ là 50W anh em nhé. Đây, anh em nhìn trên lưng nó có một cái vết.
vết này như kiểu vết bớt, giống kiểu bọn trẻ con nó bị chàm ở ngày xuống bé này cũng thế. Thì hiện tại con này mình đang để cho anh em giá cũng là chỉ là 1.600.000 anh em nhé, cực kỳ ngon. Nó là một con trong những con gà cực kỳ đáng chơi, mình sẽ mở thử cho anh em nghe nhé. Và lấy phát luôn, nó cho đĩa sẵn rồi. Qua cơn mê xa cuộc đời bồng bềnh, tôi lại về bên em. Ngày xưa mưa không còn. Em thấy ok chưa? Với giá 1.600.000 thì đừng đòi hỏi gì nhiều ở một con dàn mini cả. Nó là một con số all-in-one với giá tiền vừa phải, và cũng là 1.800.000 nếu anh em mua kèm một cục Bluetooth anh em nhé, sẽ thành một bộ dàn Bluetooth cho anh em luôn. Đáng chơi, đáng chơi. Tiếp đến con cuối cùng này thì anh em nhìn thấy một con nó gọi là đen xì đen sủi luôn. Thì con này là con Pana CM30. Nó là một trong số những con dàn khá là kinh điển và được anh em yêu thích. Ở bên Nhật cũng đang chuộng con này anh em nhé. CD của nó thì đọc cực kỳ ngon, con này chơi CD này, chơi USB anh em nhé, chơi USB. Và có FM, AM đầy đủ. Bát của nó thì nó đã có một cái màng bọc ở bên ngoài rồi, để tránh cho trẻ con nó chọc. Cái dòng này là thường là sinh viên ở bên Nhật nó rất là chuộng anh em nhé. Nhỏ gọn mà chất âm thì cực kỳ hay. Đây phía sau, công suất loa là 24W và trở kháng là 6 ohm anh em nhé. Và cái dòng này thì nó dòng đời cao, và 100 thì 101 con được sản xuất tại China anh em nhé. 100 thì 101 con China, nhưng mà mình cam kết tất cả hàng nhà mình là hàng nội địa Nhật toàn bộ anh em nhé. Đời cao bây giờ thì không để tránh rồi, bây giờ đến đời cao Akufei nó còn made in China, nói gì những con dàn cỏ này về China thì nó mới chi phí nó mới rẻ được. Đấy, khay đĩa CD ở đây và mình sẽ chơi nhạc thử cho anh em con này nhé. Con này nó có cái đèn hắt này, tất cả mọi thứ nó làm bóng loáng, piano tất khá là đẹp. Bên trên nó có cái đốc, cái đốc iPod ở bên trên anh em nhé, đốc iPod anh em nhìn. Đấy, chơi iPod thì cắm một phát vào chơi luôn, chơi CD thì cắm vào đây, chơi điện thoại thì cắm cổng điện thoại. Đấy, đĩa con này thì có mà bê đi lắc nó vẫn chạy được. Đó, chơi đĩa rất trâu bò. Dừng nhạc nghe một đoạn đấy thôi, nghe nhiều thì mời anh em đến cửa hàng nghe hoặc là mua về nghe cho nó bền bỉ. Thì con này hiện tại là mình đang để cho anh em giá chỉ có 2.200.000 thôi anh em nhé, 2.200.000 cho con dàn này. Đấy, một trong số những con dàn đời cao chơi USB mà giá cực kỳ tốt, piano chất âm thì gọi là cũng vào dạng đẳng cấp rồi. Ok, cái video ngày hôm nay thì mình xin phép được giới thiệu anh em ít đồ thế thôi, và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Nhà mình rất là nhiều đồ anh em nhé. Đài đây, đài đây mình còn nhiều lắm, mình không thời gian mình dọn cho anh em nhìn, ngót chục con. Đây xếp ra ngoài kia cũng rất là nhiều đài. Hôm trước anh em nào hỏi cái đài cassette, thì anh em lưu ý là cassette mua cho các ông cụ ấy thì đừng mua những cái đài hiện đại này anh em nhé, không nên mua ông cụ đài hiện đại đâu, mà mình chơi những cái dòng đài cổ này để các ông để đầu giường nghe, và nên lấy những con đủ 108 luôn anh em nhé. Nếu anh em nào mà mua tặng ông bà già, còn mua 08, còn anh em mua sưu tầm có thể mua những con 90, tại vì 90 nó sẽ không đủ đài Việt Nam được, còn các ông cụ thì thích nghe đài Việt Nam. Đây, con này con Na này chỉ có 2 triệu thôi anh em nhé, 2 triệu. Đấy, con bên này thì dòng sưu tầm rồi, con Na thì con Na Panasonic dòng kỷ niệm của thằng Panasonic, con Circular Note 6. Thì con này thì hiện tại bây giờ mình đang bán là 4.500.000 anh em nhé, 4.500.000.
chơi AM FM cái giải gì này, ba giải này, nó dò nó có cả radar anh em nhé, nó là dòng quân đội và là dòng siêu tầm. Anh em vẫn đang bán 4.8 triệu đấy, thì mình xin phép bán 4.5 triệu, có vẫn còn quay sách nguyên đầy đủ, cực kỳ ngon đấy, hàng siêu tầm là giá cũng cao. Còn con này là 2 triệu anh em nhé, con này 2 triệu, cassette các thứ chạy ok hết anh em nhé, cassette đài các thứ ok. Con này thì mình để cho anh em 1.8 triệu thôi, con Na 1.8 triệu, và con Sanier này thì là 2 triệu tròn, đủ giải 108 luôn, ông già được để đầu giường. Con này thì đẳng cấp luôn, khá là VIP. Ok, video hôm nay mình xin phép được dừng ở đây. Và anh em lưu ý một chút là nếu anh em nào có nhu cầu về nước hoa cứ ới mình nhá, mình sẽ tư vấn nước hoa cho anh em. Riêng nước hoa nào mà thơm, mát, nóng, kích dục thì đều có ở nhà mình hết anh em nhé. Ok anh em, hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ. Luôn này, tuân chào anh em cái. Thân luôn khởi. Anh em đấy, ok, chào anh em nhá. Lóng quá anh em ạ, lóng quá. Luật nhìn rất ngon dài luôn. Hơi hàng rồi. Thôi thì chào anh em nhá, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo.